Ngày 14 tháng 5, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết tối ngày 13 tháng 5, một chiếc xe ô tô điện bất ngờ tông sập cửa kính lao vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 10 ngày 13 tháng 5, xe ô tô biển số 60H12316 vừa chở khách vào Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Thời điểm này, tài xế cho xe dừng ngay trước phòng cấp cứu và xuống xe, mở cửa sau. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ lao thẳng vào bên trong và tông sập cửa kính của phòng cấp cứu và chỉ dừng lại khi va vào bàn làm việc của các nhân viên y tế bên trong. Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, sự cố trên không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến các y bác sĩ, một số bệnh nhi cùng người thân bên trong phòng cấp cứu hốt hoảng bỏ chạy.